Tiết Cương bối rối trước nhận xét của đàn em về tuổi tác. Tiết Cương khoe khoảnh khắc hậu trường hài hước cùng đồng nghiệp. Nam diễn viên một fan bất ngờ trước lời nhận xét của diễn viên Kim Nhã trong lần đầu hợp tác. Sau khi lập gia đình, Tiết Cương vẫn năng nổ hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên tiết lộ đang bấm máy cho một số dự án cá nhân. Trong đó, bộ phim Chị Mẹ Học Yêu phần 2 hiện trong quá trình ghi hình. Xuất hiện trong bộ vest thanh lịch, Tiết Cương cho biết anh sẽ vào vai một giám đốc hãng phim. Dù ở tuổi U.5 không nhưng nam diễn viên khoe vóc dáng phong độ cùng gương mặt ăn ảnh. Đồng hành với anh trên phim trường còn có nhiều gương mặt nổi bật như đạo diễn Quốc Thuận, người mẫu Ngọc Trinh, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa. Nam diễn viên khiến khán giả thích thú khi hé lộ khoảnh khắc tập thoại cùng các đồng nghiệp. Dù xuất hiện khá hào nhoáng trên màn ảnh nhưng đôi lúc các diễn viên gặp không ít tình huống dở khóc dở cười ở hậu trường. Sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ cùng kinh nghiệm dày dạn, Tiết Cương còn đích thân giúp các diễn viên trẻ nhập vai. Đặc biệt, anh còn trổ tài biến hóa với đa dạng biểu cảm, dễ dàng chuyển đổi cảm xúc chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, diễn viên phim Vật Chứng Mong Manh cũng nhiều lần quên thoại lúc tập giật khiến đạo diễn Quốc Thuận nhắc nhở. Bên cạnh đó, Tiết Cương còn khoe khoảnh khắc dí dỏm khi trò chuyện cùng diễn viên Kim Nhã. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn cùng đàn anh pha trò tạo nên nhiều giây phút hài hước. Đặc biệt, Tiết Cương làm Kim Nhã đứng hình khi yêu cầu đàn em nhận xét về bản thân khi lần đầu hợp tác. Bị hỏi khó về vấn đề ngoại hình và tuổi tác, Kim Nhã nhanh chóng ứng biến. Cô dí dỏm chia sẻ, anh nói gì vậy, em tưởng anh chỉ mới 18 tuổi thôi đó. Đáp lại, Tiết Cương bối rối nói chung bạn ấy cũng có động viên, an ủi mình. Trẻ thì tôi không còn trẻ nữa, còn phong độ thì không thể được như xưa nữa. Ngoài ra, Tiết Cương cũng nói thêm về vai diễn của cả hai trong phim mới. Trong lần đầu hợp tác, nam diễn viên cùng Kim Nhã đã đối đầu nhau, thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn lẫn tranh cãi. Anh hy vọng tác phẩm sớm hoàn thiện và ra mắt khán giả.